Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình nha. Anh Thòn thì năm nay anh cũng đã 33 tuổi rồi. Cái độ tuổi của anh ấy thì cũng đã có vợ, có con, có gia đình rồi. Nhưng mà rất tiếc rằng là anh ấy là theo thế hệ thứ ba, nên bây giờ anh ấy vẫn còn đang tương tư đất. Nói chung á, anh ấy cũng không phải là một đứa trẻ hay là một đứa bé nữa. Anh ấy đủ tuổi để anh ấy nhận định được anh ấy có một cái sự lươn lẹo ở ngoài đời. Qua cái cách nói chuyện của anh ấy dành cho bác Ba Trầu thì tất cả mọi người cũng đã biết rằng là anh ấy là cái người mà hiền lành. Hiền lành đến cái mức độ mà không biết đi sân si với người khác. Nhưng anh ấy có thể rủa xả một người nào đó khi người đó nói không hài lòng anh ta hoặc là phật ý anh ta. Nói chung á thì chúng ta cần phải dè chừng với cái anh Thòn này. Bởi vì sao? Anh ấy đã có kinh nghiệm mấy mươi năm trời sống lang thang ở ngoài vỉa hè rồi. Anh ấy đã có kinh nghiệm của một đàn anh đàn chị rồi. Cái cách nói chuyện thì mọi người cũng có thể hiểu được. Anh ấy đâu có phải là dạng vừa đâu. Mà mình thấy các cô các chú lên trên mạng nói rằng là trời ơi, Thòn ấy nó còn nhỏ, có chuyện gì đi chăng nữa thì mình dạy bảo nó. Ơi không biết cô chú nghĩ làm sao mà nói rằng là dạy bảo. 33 tuổi đầu rồi, có chân có cửa ở ngoài xã hội rồi mà nói rằng là người khác dạy bảo từ từ, uống nén từ từ. Thử hỏi mọi người thử cái cách gì mà để uống nén cái anh Thòn này. Không có cái cách nào hết trơn. Chỉ qua rằng là anh ấy là cái người thể hiện cái bản chất của mình từ xưa đến nay là nó như vậy rồi. Chỉ qua rằng là khi mà về trong cái bếp cơm thiện nguyện á, là anh ấy yếm cái bản chất của anh ấy vào quá là nhiều luôn. Nên rằng là khi mà ai đó mà nói những cái lời lẽ mà nó phật ý anh ta là anh ta sẽ phun trào ra. Anh ta nói giống như là bao lâu nay tao kìm lắm rồi nha, tao nhẫn nhịn lắm rồi nha, hôm nay là tao sẽ chơi xả láng luôn đó. Nên rằng là ai mà dám dạy bảo cái anh này, trời ơi, dạy bảo lỡ đâu nói những cái lời mà nó không có vừa lòng anh ta nói xử rồi làm sao. Chắc các cô các chú mà lên tiếng để mà bảo vệ cho cái anh Thòn này chắc có lẽ là cái người mà dám đứng ra để mà nói chuyện với anh Thòn, khuyên răn anh Thòn quá ha. Thiệt sự á, bây giờ mình nói đơn giản thôi nha, ngay kể cả Mạnh Thường Quân, những cái người mà đang giúp đỡ cho cái anh Thòn này, biết đâu một ngày nào đó nói những cái lời phật lòng hoặc là lên tiếng góp ý cho anh Thòn không được như thế này, không được như thế kia, đảm bảo với mọi người nha, anh ta cũng sẽ quay lại cắn những cái Mạnh Thường Quân đó. Trời ơi, mọi người nghĩ đi, từ một cái người mà sống ở ngoài vỉa hè, sống ở những cái tuyến xe buýt, được đưa, được cứu mang vào trong cái bếp cơm thiện nguyện, rồi cuối cùng rằng là ăn cơm của người ta, cho dù là có một hạt cơm đi chăng nữa thì cũng là mang ơn người ta rồi. Nghĩ làm sao mà hả, cho dù người ta có lớn tuổi, người ta nói những cái lời mà nó khó nghe đi chăng nữa thì mình cũng lên tiếng, mình nói hoặc là mình góp ý, hoặc là mình là một cái người đàng hoàng, mình là cái người mà đúng chất gọi là hiền lành á, biết sự đời á, thì đương nhiên rằng là cái anh Thòn 33 tuổi này anh cũng sẽ nói nhẹ nhàng với bác Ba Trầu. Rồi ít ra rằng là cộng đồng mạng người ta nhìn vào, người ta sẽ đánh giá rằng là bác Ba Trầu nói nó như thế này như thế kia, nhưng ít ra rằng là nó cũng hiểu được, nó nói nhẹ nhàng, nó góp ý như vậy, đúng chất, thằng này đúng tội, đúng hiền. Nhưng rớt cuộc giờ sao trớt quớt, trời ơi, ông lên ông nói mà giống như ông yếm bao lâu nay á mọi người, kiểu giống như là bị ức chế á, bao lâu nay không có thể hiện được cái bản chất côn đồ của mình, nên rằng là bữa nay thể hiện luôn cho tất cả mọi người thấy là Thòn đây nè, Thòn 33 tuổi không phải là người đơn giản đâu, nên đừng có ăn hiếp Thòn nghe chưa. Đó, nên mấy cô mấy chú mà lên để mà góp ý chân thành cho Thòn hay là khuyên Thòn để trở thành một con người tốt hay là trở thành một cái em bé tốt á, thì tranh thủ lên khuyên đi. Khuyên sao cho khéo khéo nha, mà nói mà nó không vừa lòng nó là coi chừng có ngày nó gặm luôn những cái người mà đang góp ý cho nó nè. Trời ơi là trời, nghĩ sao mà em bé nó còn nhỏ, 33 tuổi rồi, nó làm chủ cả một cái cuộc đời, nó làm chủ luôn cả một cái gia đình rồi, nó đứng đầu trong cái sổ hộ khẩu gia đình nó được luôn rồi. Chứ nghĩ làm sao mà là đứa bé cưu mang, yêu thương, dạy dỗ, cái độ tuổi này ai dám lên tiếng để mà dạy dỗ. Thòn nó làm bố đời của thiên hạ mà lên tiếng dạy dỗ, lỡ đâu nó quớt cho một phát là bảo sao xui. Ơi không biết sao mà trong cái mùa đại dịch như thế này, Đức Ni Thòn kiếm tiền dễ quá trời. Không ái ra bây giờ tất cả các bạn cộng đồng mạng á, cũng giống như anh em YouTuber á, xách ba lô lên và đi đi.
mình đi ra ngoài vỉa hè đi, có khi là mình khóc những giọt nước mắt đó là mình có được mấy trăm triệu, dễ quá mà. Giống như Ni đấy, thấy dễ quá trời luôn vậy đó. Vậy mà về trong bếp cơm thiện nguyện khóc thêm mấy trận nữa, mấy hiệp nữa. Nói với mẹ là ở quê mẹ cứ xài đi, mẹ cứ lo công việc đi, rồi có gì ở trên đây con kêu gọi thêm cho. Đúng rồi, Ni bên này là Ni nổi tiếng rồi, Thòn bên này cũng là Thòn anh đại rồi, đại ca ở trong cái xóm đó rồi. Nên rằng là ai mà nói tiếng nào mà không vừa lòng đi Thòn đất hen là coi chừng chứ nó có chuyện hả. Xử đẹp hết, không đẹp là không ăn tiền đó. Trời ơi, kiếm tiền trong mùa dịch này không hề khó, quá là dễ, quá là đơn giản. Hãy noi gương theo đức Thòn Ni nha mọi người. Trời ơi, hiền quá mà, hiền lành đến cái mức độ mà cái bản chất nó muôn đời là nó như vậy. Có đi đâu đi chăng nữa hay có thể hiện mình là cái con người ngoan hiền để cho mạnh thường quân người ta nhìn vào, người ta thương cảm mình đi chăng nữa, thì đến một lúc nào đó cũng có sự sơ hở. Và rất tiếc rằng là Thòn sơ hở quá là sớm nên cộng đồng mạng người ta nhìn thấu tâm can của Thòn rồi. Còn đi Khmer thì nói thẳng ra với mọi người á, mình không cần phải lên tiếng, mình nói nhiều về cái bạn này vì mình thấy cái bạn này quá là đủ đầy rồi. Nếu bạn này mà có cái lòng tự trọng thì tốt nhất rằng là đừng có nên nhận tiền của Mạnh Thường Quân, cũng đừng có nên tỏ vẻ là mình hiền lành nữa. Bởi vì bạn quá dư thừa rồi, hai trăm mấy chục triệu bạn có thể lo cho gia đình, bạn có thể xây nhà xây cửa, bạn có thể ổn định cuộc sống của bạn được rồi. Còn cái chuyện gì đó riêng tư hay là những cái vấn đề mà nó hay nhạy cảm á, mọi người mấy ngày vừa qua mọi người cũng đã nghe được về cái bạn đi Khmer này, thì mình nghĩ rằng là đó nó chưa có thật sự là xác thực nên mình cũng không có lên tiếng để mình nói về những cái vấn đề. Nhưng ít ra mình hiểu được trong cái câu chuyện này rằng là hai đời vợ của cái anh Ni Khmer này ra đi khỏi cái ngôi nhà chồng đó, thì đảm bảo sẽ có một cái uẩn khúc, có một cái lý do nào đó. Và mình nghĩ rằng là những người vợ này cũng đã rất là mệt mỏi, đã rất là áp lực khi sống chung cùng với lại cái anh Ni Khmer này. Còn cái vấn đề mà có giới tính thứ ba hay là thế này thế kia, hay là những cái vấn đề nhạy cảm thế này thế nọ, thì cái đó là cái chuyện riêng tư của người ta, mình không có cần lên tiếng để mà mình thể hiện những cái điều đó. Nói chung những cái vấn đề đó thì mình nói nhiều á thì đâm ra rằng là mình suy diễn hay như thế này như thế kia, mình cũng chưa có một cái thông tin xác thực nào để mà mình nói về những cái vấn đề đó. Chỉ qua mình thấy cái anh này anh quá là đủ đài rồi, anh quá là nhiều tiền rồi. Bây giờ chỉ cần là anh ta biết tận dụng cái số tiền đó, anh ta làm cái cần câu câu cơm, rồi anh ta lo cho cái cuộc sống gia đình, đó là cái việc quá là ok rồi. Nên không cần phải thể hiện những cái giọt nước mắt của mình hay là lấy đi cái lòng thương hại của tất cả các mạnh thường quân nữa. Còn cái việc mà đi phát cơm thiện nguyện trong cái mùa đại dịch này á, thì mọi người hãy nghĩ đi, nếu như mà không có một cái ý đồ gì đó hay là không có một cái lợi nhuận gì trong cái câu chuyện này, thì đảm bảo với mọi người rằng là Đức Thọ hay là Ni Khmer sẽ không bao giờ mà lết thăng lê la đi để mà phát quà thế này thế kia đâu. Còn đương nhiên á, tiền mà phát quà là của mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, người ta góp cho cái bếp cơm thiện nguyện đó. Còn các anh các chị chỉ cần bỏ công bỏ sức ra các anh các chị làm, mà làm như vậy cũng không có phải rằng là mình không có lợi nhuận. Qua những cái hình ảnh đó thì các anh các chị cũng đánh bóng được cái tên tuổi của mình, cũng bị ai được, cũng thể hiện mình là con người rất là dễ thương, rất là đáng yêu đáng quý gì đó, để cho mạnh thường quân người ta nhìn vào. Chung quy tóm lại là người ta có mục đích cả, người ta đang tạo hiệu ứng cho tất cả mọi người nhìn vào để người ta thương cảm và người ta cho tiền mà. Nên rằng là đâu có cái gì gọi là không công đâu, đầy đủ cả. Mấy ngày vừa qua thì cũng đã sống rất là sung sướng rồi, hơn rất là nhiều người rồi, chứ đâu có phải là sống ở ngoài đầu đường vỉa hè gì đâu mà phải lên tiếng để mà thanh minh thanh nga về cho chính bản thân của mình. Còn Thòn thì thôi mọi người đừng có nói nữa, tại vì bây giờ Loan với Tình á thì nó cũng hiền. Hoặc là thằng Tình mà nó có cái vấn đề gì ở trong quá khứ thì cái đó cũng là cái chuyện quá khứ rồi. Bây giờ mình lên tiếng mình nói nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề nào cả. Mình hãy tự tin vào bản thân của mình. Đó. Mình sống là mình phải có cái chính kiến của mình. Tình đừng có nên thể hiện rằng là mình nhu nhược, mình yếu ớt, yếu đuối nữa. Tại vì thể hiện như vậy là cái thằng Thòn này nó nhìn vào là nó sẽ thấy là
Ừ, cái thằng này là mình rất là dễ ăn hiếp luôn nè. Cái gì chứ mình nói 1 tiếng 2 tiếng là nó sợ té đáy. Nên mình thể hiện là mình phải cứng rắn lên, đừng có thể hiện là mình yếu ớt nữa. Cuộc đời mà nếu như mà mình cứng rắn, mình cứng cáp, mình hiểu lý lẽ, mình hiểu sự đời thì đảm bảo rằng là thằng Thòn là 10 ông Thòn ông cũng không có làm gì bạn được cả. Ơi, tóm lại đây sẽ là một cái bài học cho mạnh thường quân. Khi mà góp tiền hay là giúp đỡ cho cái mảnh đời nào đó thì mình nên xem xét, mình đừng có nghe ở cái khía cạnh của những cái người mà đang chung quy góp tụ vào cái vấn đề của cái nhân vật đó, bởi vì đó sẽ là một cái gì đó được gọi là dìu dắt Mạnh Thường Quân đi theo một cái hướng rẽ riêng, và sẽ làm cho Mạnh Thường Quân lôi cuốn vào những cái điều đó, làm cho Mạnh Thường Quân bị che mắt bởi những cái điều lấp liếm ở phía đằng sau, và cuối cùng rằng là ôm cái cục tức trong người và mất đi một cái số tiền kha khá bởi những cái thành phần không đáng để mình giúp đỡ. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. Bye bye mọi người.